清晨一缕阳光洒在心上，风的花香推开了窗，院墙上有一只鸟在游荡，它就像你一样，懒懒的哈欠爱幻想。你说昨晚梦中有股力量绑定我俩直到天荒，你是我温暖善良的太阳，我微微笑不说话，你嘟起嘴巴如假包换的小傻瓜。那有什么力量你最爱幻想，不过是我在世界上你是唯一方向新的方向。你说昨晚梦中有股力量绑定我俩直到天荒，你是我温暖善良的太阳，我微微笑不说话，你嘟起嘴巴如假包换的小傻瓜。那有什么力量你最爱幻想，不过是我在你身旁拥着你到天亮。那有什么力量你最爱幻想，这世界上你是唯一方向新的方向。那有什么力量你最爱幻想，不过是我在你身旁拥着你到天亮。那有什么力量你最爱幻想，这世界上你是15。Huấn luyện viên Hàn tức tới mức bùng nổ rồi. Lát nữa cậu ghé văn phòng nhận tội đi. Em thấy trước kia các anh huấn luyện cũng toàn vào chiều nhỉ. Gần đây anh toàn tới chỗ em, đừng ảnh hưởng tới công việc. Trước kia toàn là anh chăm sóc em, anh cũng quen rồi. Anh biết em ở đây nên toàn bất giác muốn tới thăm em. Chính vì chúng ta quen nhau lâu rồi, anh cũng hiểu tính của em. Em ở đâu cũng vẫn sống tốt thôi. Hơn nữa chẳng phải bây giờ còn có Thố Thố à. Đám cầu thủ của em tuy hơi khẩu nghiệp nhưng mà đều không xấu tính. Em đâu có bị bắt đi, có phải không? Được rồi, anh biết em có thể tự chăm lo cho mình, nhưng mà đừng từ chối anh tới thăm em. Cảm ơn anh Sở Nhiên. Mặc dù em vẫn luôn coi anh là anh trai, còn suốt ngày thích bám theo anh, bắt anh chăm sóc cho em. Nhưng mà bây giờ khác rồi, em có đội bóng của riêng mình, anh làm đội trưởng của thần thoại. Chúng ta đều có việc phải làm và việc mình phải chịu trách nhiệm, cho nên anh không cần thiết phải chiều chuộng em. Alo, huấn luyện viên Hàn. Dạ, em sẽ về ngay. Huấn luyện, tìm em có chuyện gì? Nghe nói gần đây cậu Siêng tới Đại học Thanh Mộng lắm. Đi gặp Tô Nõn Hạ à? Dạ. Tôi đây không phản đối cậu tiếp xúc với con gái của Tô Lê, nhưng nếu vì cô ấy mà ảnh hưởng tới chuyện huấn luyện thì tôi chỉ có thể giao vị trí đội trưởng cho người khác. Hôm nay Thố Thố có tới không? Lần trước mình từ chối cô ấy, chắc cô ấy buồn lòng lắm. Bây giờ đều không còn nhỏ, chắc đều phải chín chắn trong chuyện tình cảm. Sao mình lại quan tâm tới cảm xúc của cô ấy chứ? Nhưng mà tại sao lần trước mình phải từ chối cô ấy? Mình là đàn ông mà, sao phải sợ? Mình nên dũng cảm đối diện. Anh Cường, Tề Phong.
Sao chỉ có hai người? Đàn anh Thẩm và Quân Dạ vẫn còn hai tiết nữa. Huấn luyện viên thì phải ra ngoài có chuyện. Vậy còn những người khác? Ai? Còn cầu thủ mới à? Không phải, anh Cường à. Thường ngày anh lanh lợi như vậy, vậy trong chuyện tình cảm anh rất giàu kinh nghiệm. Thường thôi, cũng chỉ biết sơ sơ một chút. Gì vậy? Muốn tôi chỉ điểm cho à? Tôi có chuyện này muốn thỉnh giáo anh một chút. Có việc gì thí chủ cứ việc nói ra. Tôi có một người bạn, không phải tôi. Cậu ấy muốn hỏi thử làm thế nào để kết luận mình có thích một người hay không. Tôi thấy thắc mắc của bạn cậu vốn rất có vấn đề. Tại sao? Những chuyện này vốn dĩ đã là một kiểu quyền học. Bất kể là trai tán gái hay là gái tán trai, cũng đều là phản ứng bản năng không thể kiểm soát, vốn dĩ không có quy tắc. Vấn đề của bạn cậu vốn dĩ đã toát ra ý vị hoài nghi. Vậy tôi hỏi giúp cậu ấy thôi nhé. Có kiểu nào là lúc đầu thì nghi hoặc, sau đó lại bất giác, cuối cùng đến với nhau không? Tâm thần à, làm mọi chuyện phức tạp như vậy làm gì? Rung động thì tán, tán không nổi thì tán cho bằng được. Nếu vẫn chưa được thì tỏ tình. Nếu đến tỏ tình cũng không dám, còn nói là thích à? Đừng như người nào đó lấp liếm che đậy, level quá thấp. Nhưng mà nếu người bạn đó của tôi từng từ chối cô ấy thì sao? Vậy thì để cho cô ấy cũng từ chối cậu ta một lần, qua cả đôi bên. Cái chuyện yêu đương như vậy, khí thế rất quan trọng. Một bước bị động là thấp hơn cả quá trình. Nà, tôi khuyên bạn của cậu tốt nhất vẫn nên suy nghĩ kỹ, rốt cuộc có nên thích hay là không thì tốt hơn. Sao tôi cảm giác vòng tới vòng lui lại quay về ban đầu? Lăng Quyền, đừng nghe anh ta nói nhảm. Đến bây giờ anh ấy vẫn còn chưa yêu ai. Tề Phong, sao cậu lại chạy trần tôi? Thôi, để tôi đi tìm người có kinh nghiệm hỏi vậy. Đàn anh Thẩm à, câu hỏi vừa nãy của tôi, anh có lời gì có thể chỉ dẫn hoặc khai mở cho bạn của tôi không? Xin lỗi nha, Lăng Quyền, tôi đang bận, chắc là không giải đáp được. Với cả, tôi học khoa truyền nhiễm, không học về tâm lý. Nhìn tôi làm gì? Chúng ta là đồng đội. Tôi mời cậu uống cà phê. Có gì lạ à? Nếu cậu có chuyện gì thì nói thẳng. Tôi cũng chỉ có chuyện này muốn thỉnh giáo cậu. Là như vậy, tôi có một người bạn. Cậu ấy, nếu cậu muốn hỏi tôi thì tốt nhất nên nói thật một chút. Được rồi, người bạn đó chính là tôi. Hình như tôi thích Tiêu Thố Thố rồi. Xin lỗi nha, chuyện tình cảm tôi không thể giúp được. Nhưng mà nếu cậu cảm thấy tôi có thể giúp được gì thì có thể chia sẻ cùng tôi. Hiện giờ vẫn chưa nghĩ ra. Bầu không khí có vẻ hơi gượng gạo ha. Hay là chúng ta uống cà phê cho dịu một chút. Tôi nổn hạ đâu? Chẳng phải nói hôm nay huấn luyện à? Huấn luyện viên chưa nói với anh sao? Hôm nay chỉ là cái cớ. Lát nữa chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật cho Thố Thố. Phải. Cô ấy đang đâu? Chắc là đang ở trên sân thượng trang trí. Anh Cường à, tôi mang cái này qua cho huấn luyện viên trước. Lát nữa quay lại giúp anh sao? Đi đi. Nào, để tôi đi cho.
Anh muốn làm gì? Mấy chuyện quân đồ này để cho đàn ông làm. Tùy anh thôi. Em trèo cao như vậy làm gì? Mau xuống ngay. Anh nhìn xem em có thể xuống được không? Em nhảy xuống đi, anh đỡ cho. Có thể là em nặng hơn các cô gái khác một chút. Dù gì anh cũng là cầu thủ minh tinh, không lẽ tới con gái còn không đỡ nổi. Vậy em nhảy nha. Rốt cuộc em có nhảy không? Anh đứng gần một chút, em hơi sợ. Cũng may là chưa hôn trúng môi anh ấy, bằng không thì có mà đổ máu mất. Đã nói rồi, vừa nãy là sự cố, em không hề cố ý. Anh đừng có ăn dạ. Ăn dạ cái gì chứ? Nhỡ anh đòi trao thân, đòi em chịu trách nhiệm thì sao? Tôi nói hả? Em đừng có cậy anh thích em là không biết sợ. Em có biết có bao nhiêu người muốn chịu trách nhiệm với anh không? Tóm lại là em không muốn. Sắc đẹp như vậy mà có thể từ chối. Tô Noãn Hạ, mày đúng là Liễu Hạ Huệ tái thế. Cô Diêu, nước của cô mời dùng. Nghĩa là hai đứa chưa có cơ hội nào tiếp xúc riêng à? Không có lần nào thật sao? Quân Dạ Toàn bảo bận chơi bóng rổ, không có thời gian tiếp xúc riêng với cháu. Thằng nhỏ này ham chơi quá đi. Cũng không phải là ham chơi đâu. Có thể gần đây anh ấy sa đà vào bóng rổ, còn có nguyên nhân khác. Cháu không biết có nên nói cho ông biết hay không. Cháu sợ cái gì? Có ông chống lưng cho cháu mà. Gần đây đội bóng của anh ấy có một huấn luyện viên nữ, hình như họ đã hẹn hò cùng nhau. Cái gì? Ông à, nè, đi về phía trước, cẩn thận nha. Bên trái. Bên trái, tiến lên hai bước. Rốt cuộc mọi người chuẩn bị cái gì cho tôi vậy? Đẹp quá đi. Cái này là mọi người chuẩn bị cho tôi à? Nón Hạ chuẩn bị là chính. Dĩ nhiên chúng tôi cũng bỏ rất nhiều công sức. Thố thố, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn Nón Bảo Bảo. Bạn thân quả nhiên vẫn đáng tin cậy hơn đàn ông nhiều. Huấn luyện viên, party này chị chuẩn bị chưa có tâm cho lắm. Sao toàn là gọi đồ ăn ngoài vậy? Gì vậy? Cậu còn muốn ăn BBQ chắc? Bây giờ chúng ta mà nướng thịt thì bảo vệ sẽ tóm ngay. Chẳng phải có Dạ Thần bảo kê rồi à? Hơn nữa trường này là nhà của anh ấy mở.
Tiêu Thố Thố, cậu tới đây làm gì? Lần trước cậu nói chuyện đó. Được rồi, chuyện trước kia cậu đừng để bụng mà. Tôi quên lâu rồi. Không phải tôi muốn. Tôi suy nghĩ rồi. Chỉ cần tôi đổi người mình thích đủ nhanh, thất tình tuyệt đối không thành vấn đề. Làm gì vậy? Thời buổi này còn mất điện à? Điện áp bất ổn sao? Có thể là nhảy cầu dao đấy. Thố Thố, cậu thông thuộc chỗ này, cậu đi xem thử đi. Được. Quá ra không phải cướp điện. Cậu kêu Thố Thố đi làm gì? Sao vậy? Xót à? Cậu ấy không đi thì sao bánh kem của tôi lên sàn được chứ? Nè, sắp có bất ngờ rồi. Quên mất không đem điện thoại. Cao như vậy sao mình thấy được chứ? Tiêu Thố Thố, sao mày lại trở thành một cô gái ế không ai thương như vậy? Tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện cười. Mọi người có biết tại sao Husky 5 phút rồi sao Tiêu Thố Thố còn chưa quay về? Quan tâm làm gì? Gọi cho cô ấy đi. Nói tiếp đi. Có biết không? Là bởi vì IQ của nó rất dễ đồng thuận với tội phạm. Sao lại không mang theo điện thoại chứ? Nếu cậu lo lắng thì có thể xuống dưới lầu tìm cô ấy. Được. Đúng lúc tôi đi dạo luôn. Sau đó thì sao? Được, tôi nói tiếp. Thố Thố, Lăng Quyền, anh có gì hay ho chứ? Anh không thích tôi thì anh thiệt thòi. Anh từ chối tôi là do anh lỗ. Nhưng mà tôi còn phải giả vờ như không có chuyện gì mà nói với anh. Tôi không quan tâm. Sao mà không quan tâm được chứ? Rất là quan tâm luôn. Anh thích em, Thố Thố. Chẳng phải anh không thích em mà? Lúc trước là vì anh quá ngốc. Anh thích cãi nhau với em. Anh thích ở cạnh em. Anh không thích người khác uống canh cho em nấu. Tuy là nó khá khó uống. Đừng nói nữa. Mau lên. Chúng ta như vậy không hay cho lắm. Chúng ta đang quan tâm đồng đội. Ban nãy có phải tim đập nhanh không? Như vậy người mà em thích vẫn là anh, không thay đổi. Ở đây không có hoa tươi, cũng không có tràng pháo tây. Đây là 100 câu chuyện cười anh nghĩ cho em. Gì vậy? Lúc trước anh thường khiến cho em không vui. Vì vậy sau này khi không vui thì em xem nó đi, coi như là anh tạ tội. Vậy em có thể tiếp tục thích anh chứ? Tràng pháo tay tới rồi đây. Sao em không đi cùng Thố Thố? Anh ngốc hả? Hai người họ mới được bên nhau, sao em lại làm bóng đèn? Em mới ngốc đó. Em không chỉ làm lơ lời tỏ tình của anh, mà mỗi ngày còn mang theo cả đống bóng đèn đi theo anh. Em xin lỗi. Em thật sự tạm thời vẫn chưa thể vượt qua ranh giới huấn luyện viên và thành viên đội bóng. Vậy tạm thời là bao lâu? Em phải suy nghĩ thật kỹ. Ngày mai sẽ nói cho anh biết. Em đi nha, tạm biệt. Tô Noãn Hạ,
Anh sẽ chờ cho tới khi em nghỉ xong mới thôi. Tô Noãn Hạ cố lên. Ông nội, sao ông lại ở đây? Đúng, anh tới dưới lầu rồi à? Em vẫn còn chưa dậy, anh tới trễ chút đi. Cùng ăn cơm mà. Được chứ. Vậy anh muốn ăn cái gì? Được. Bye bye. Cậu dậy lúc nào vậy? Thì từ lúc cậu gọi điện thoại cho Lăng Quyền. Hay lắm Tiêu Thố Thố. Yêu đương vào là khác ngay. Đã học được cách nói dối rồi ha. Cậu nhìn cậu kìa, đã trang điểm sửa soạn xong xuôi mà còn nói cái gì em còn chưa dậy. Thật ra mình cảm thấy hơi hối hận khi nhận lời anh ấy. Cậu không thay đổi nhanh chóng như vậy chứ. Nếu phụ nữ nhận lời quá nhanh thì sẽ bị đàn ông cầm chắc trong tay. Hôm qua là do mình quá xúc động. Hôm nay mình phải thử thách anh ấy. Ai bảo anh ấy lúc trước? Nói tóm lại, ban nãy trong điện thoại mình nói như vậy là một trong những thủ đoạn tán trai. Nếu mình thể hiện tích cực, quá phối hợp thì chẳng phải tạo cảm giác mình rất dễ dãi à? Cậu học mấy cái này từ đâu vậy? Tất nhiên là từ trong phim. Cậu không biết đâu, tình yêu rất là phức tạp. Quá thuận lợi thì sợ không dài lâu. Quá bền lâu thì sợ không thể trải qua phong ba. Hôm nay quân dạ đâu có tiếc. Sao vẫn còn chưa tới? Anh nhắn tin cho cậu ấy trong group chat nhưng mà cũng không thấy trả lời. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Tắt máy rồi à? Chuyện gì vậy? Cãi nhau sao? Hay là chiến tranh lạnh? Nói dớ dẫn gì vậy? Lo tập luyện đi. Chắc là bận chuyện gì rồi. Noãn Hạ, bọn anh về trước. Huấn luyện viên, tạm biệt. Tạm biệt. Sao vẫn còn chưa tới chứ? Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Tìm ông có chuyện gì? Ông nội à, cháu phải về Thanh Mộng. Thôi đi, cháu im miệng đi. Về Thanh Mộng cái gì chứ? Cháu muốn về đội bóng chơi tiếp à? Họ thật sự là đội bóng tốt. Khác với lúc trước, vì chơi bóng mà quên cả thân phận của mình. Cháu xem lời của ông nói như gió thoảng mây bay. Dạ không. Nhưng mà cháu thật sự rất thích chơi bóng. Người thừa kế của nhà họ Quân phải có hôn nhân phù hợp với cuộc sống của mình. Dương Chân đã nói cho ông biết. Lúc trước bên An Tổng từ chối thì thôi. Nhưng mà con bé Dương Chân bây giờ tốt biết mấy. Lần này không được làm bừa. Noãn Hạ là cô gái tốt. Với lại cháu không chơi bóng thì để ở bên cạnh cô ấy. Tóm lại, chỉ cần có cô huấn luyện viên kia thì cháu không được đi. Không được ông cho phép thì cháu không được bước ra khỏi nhà nửa bước. Cậu nói Quân Dạ mất tích rồi à? Ngay cả Lộ Dạ cũng không biết anh ấy đang ở đâu. Những gì tôi biết đã nói hết cho mọi người. Nhà tôi ở gần nhà Quân Dạ. Thật sự anh ấy đã nhiều ngày không xuất hiện. Đa cấp, bắt cóc, bị bắt, lấy thận, ép làm trai. Với thực lực của nhà họ Quân, những tình huống ban nãy đều không thể xảy ra. Đàn anh Thẩm tổng kết rất hay.
Bái phục suy nghĩ của huấn luyện viên, đúng là độc đáo. Lần này quân giả mất tích không chút tăm hơi, với lại không hề có tin tức gì. Người có khả năng làm được chuyện như vậy chỉ có thể là ông nội của quân giả. Ông nội à? Lão già đó sao? Nhưng tại sao ông ấy lại làm như vậy? Đúng vậy, khi em gọi điện tới nhà của anh ấy, người làm bảo sau này chuyện của câu lạc bộ đừng tới tìm quân giả nữa. Alo, Sở Nhi, sao giọng nói của em nghe mệt mỏi vậy? Không sao. Anh sao vậy? Không có gì. Anh muốn hỏi em chuẩn bị tới đâu rồi? Không phải, có chuyện gì chứ? Quân Dạ đã biến mất, không liên lạc được. Hình như anh ấy không thể thi đấu cùng với mọi người. Chuyện cần làm bây giờ là mau chóng tìm được người thay. Nếu không thì đội của em không thể vào sân. Em biết chứ. Nhưng mà anh thấy lo cho quân giả nhiều hơn. Với lại hình như em không có cách nào tập trung vào trận đấu. Có thể cậu ấy đã gặp phải chuyện gì. Em cũng biết, người có gia thế như cậu ấy sẽ không một lòng một dạ với đội bóng rổ. Sở Nhiên à, anh không hiểu anh ấy. Anh ấy không phải người như vậy. Anh ấy rất kiên trì với đội bóng. Cho dù anh ấy gặp phải chuyện gì không thể tham gia cùng mọi người, em cũng sẽ không trách. Alo, Nón Hạ. Quá ra trong lòng của mình, anh ấy còn quan trọng hơn việc thắng thần thoại. Vậy mấy ngày nay mình đang phân vân chuyện gì? Nghe nói quán mì mới mở ăn rất là ngon. Anh đưa em đi nha. Tình nhân thì hay lắm sao? Quân Dạ, anh đang ở đâu? Bao giờ anh mới chịu về? Tiểu Dạ, cuối cùng anh cũng tỉnh. Anh tiếp xúc với thứ gây dị ứng. Bác sĩ đã kiểm tra qua, không có gì đáng ngại. Anh chỉ cần nghỉ ngơi là được. Ông nội đang ở đâu? Chủ tịch đã đi tham gia cuộc họp của chi nhánh. Dặn tôi trước khi đi là phải chăm sóc anh thật tốt. Thật ra lời của chủ tịch cũng không phải cố ý đâu. Anh đừng để trong lòng. Tôi đã quen rồi. Anh ra ngoài đi. Tôi muốn nghỉ ngơi thêm một chút. Dạ. Quân Dạ, mày không thể ngồi im như vậy. Anh đã có thể tưởng tượng được dáng vẻ em mắng anh. Nhưng mà không sao hết, anh sẽ nhanh chóng trở về. Nào, đấy. Cậu không ăn thật à? Ăn không vô. Sao vậy? Chê chúng tôi quá mặn nồng. Không phải, tôi giảm cân. Giảm cân đâu phải phong cách của cậu. Lăng Quyền nhà chúng ta phải ăn nhiều vô. Mở miệng. Ngoan, cái này ngọt. Hello, chào mọi người. Hoan nghênh đến với kế hoạch sinh tồn của trai thẳng. Trong đêm hạ biết lòng anh ấm áp. Tôi là Tinh Tử, cô giáo của mọi người. Hôm nay chủ đề của chúng ta là suy nghĩ ngầm của con gái.
Lời nói của con gái là mật mã phức tạp nhất trên thế giới, cần một người hiểu cô ấy phá giải. Hôm nay tôi sẽ dạy cho mọi người thông qua bề ngoài nhìn thấu bản chất, hiểu rõ tâm tư của con gái. Đề 1, sau khi con gái nhắn tin chúc ngủ ngon, cô ấy sẽ làm gì? Đi ngủ dưỡng nhan sau, xem phim hay là đắp mặt nạ? Sai hết rồi. Đáp án chính xác là như vậy. Em ngủ đây, chúc ngủ ngon. Thích anh là chờ anh trả lời một câu chúc ngủ ngon ngọt ngào. Có lẽ em sẽ không trả lời anh, nhưng mà trong lòng của em thì cả đêm nay tuyệt vời. Bé cưng, chúc ngủ ngon. Đề 2, kỹ xảo mời mọc. Thường thì trai thẳng sẽ hẹn con gái như vậy. Tinh Tử, cuối tuần này em rảnh chứ? Anh hẹn em đi xem phim có được không? Phong cách trai thẳng như anh, trừ phi đẹp trai tới mức kinh thiên động địa, nếu không con gái sẽ không quan tâm đâu. Vậy cách thức chính xác là gì? Cuối tuần này anh đón em đi xem phim nhé, sau đó đưa em đi ăn ở nhà hàng Nhật rất là ngon. Dạ được. Chú ý trọng điểm là đưa câu nghi vấn đổi thành câu trần thuật hay câu cảm thán. Đưa được không thành nhé. Thật ra thì con gái không phải không biết, chỉ là cần người đưa ra quyết định thay. Mọi người hiểu chưa? Yeah.